Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Tài xế xe buýt rút dao đâm người sau va chạm giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 27 tháng 10, anh Nguyễn Vũ Kiều Hưng, 33 tuổi, chạy xe máy, chở theo vợ cùng con nhỏ khoảng 9 tháng tuổi, chạy trên đường Võ Thị Sáu, hướng từ công viên Lê Văn Tám về đường 3 tháng 2. Khi đến đoạn vòng xoay dân chủ quận 3 thì xảy ra va chạm với xe buýt số 10 tuyến Suối Tiên bến xe miền Tây do tài xế khoảng 30 tuổi điều khiển. Sau va chạm giữa hai bên xảy ra cãi vã, anh Hưng tiếp tục chạy xe qua đường 3 tháng 2, quận 10 thì bị tài xế xe buýt đuổi theo ép xe. Lo sợ cho vợ con gặp nguy hiểm, anh Hưng cho xe chạy sát lề rồi dừng lại. Thấy xe máy dừng, tài xế xe buýt cũng dừng theo. Hai bên tiếp tục cờ cãi, anh Hưng bước lên xe buýt để nói chuyện thì bất ngờ bị nam tài xế cầm dao dài khoảng 10 cm đâm nhiều nhát vào người. Bị đâm trúng vào vùng nách trái, máu chảy nhiều, nạn nhân bỏ chạy xuống đường thì tài xế tiếp tục cầm dao đuổi theo. Một nhân chứng Thanh Huy cho biết, khi nạn nhân bước xuống xe đã rất hoảng loạn, ôm chỗ bị đâm bỏ chạy. Người này cho biết thêm, người tài xế cầm dao đuổi theo mấy vòng nhưng không kịp, đã lên xe bỏ đi. Nạn nhân bị mất nhiều máu, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng quận 10 đã đến ghi nhận lời kể, trích xuất camera an ninh để xử lý vụ việc. Đến 13 giờ 15, thì địa diện công an quận 3 cho biết đã khống chế tài xế xe buýt trên khi người này lái xe ở Thủ Đức, hiện đã đưa về phường 12, quận 10 để làm việc. Thưa quý thính giả, sáng ngày 26 tháng 10, Châu Minh Nhân, 20 tuổi, nghi phạm gây ra cái chết của vợ và con trai 17 tuổi của ông Bùi Xuân Thường, trưởng ban dân vận huyện ủy Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, tử vong đã bị cơ quan điều tra bắt giữ. Nghi phạm là người quen của gia đình nạn nhân. Không những thế, gia đình nạn nhân đã từng đối xử rất tốt với nghi phạm này. Do vậy, người thân của nạn nhân hết sức bất ngờ khi biết được hắn chính là kẻ gây ra vụ thảm án. Cách đây 2 năm, anh ta quản lý đội thi công hai sân bóng đá cho ông Thường, cách căn biệt thự khoảng 300 m Gần đây do sân bóng đá bị hư hỏng hệ thống thoát nước nên ông Thường gọi nhân đến sửa chữa. Do túng tiền nên nghi phạm đã nảy sinh ý định đột nhập vào căn nhà của gia chủ để trộm cắp. Ngày 27 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố bị can tạm giam 4 tháng đối với Châu Minh Nhân về tội giết người cướp tài sản. Ngày 27 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự PC45 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi hoàn tất hồ sơ, PC45 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi môi giới mại dâm với Mai Thiên Trang, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Thị Cẩm Giang và Lưu Thị Trường Thành đa phần các vị khách làng chơi chủ yếu là đại gia và thiếu gia mới nổi các cô gái bán dâm trong đường dây của bốn bị can kể trên đa phần là các chân dài phục vụ trong các quán karaoke được lên đời sinh viên dưới mác rau sạch và một số diễn viên người mẫu đã có một vài sâu diễn hoặc một vài vai diễn nhỏ trên truyền hình từ đêm ngày 29 tháng 10, không khí lạnh khá mạnh sẽ tràn đến miền Bắc, trời chuyển nhiều mây, một số nơi mưa rào và rông kèm gió giật mạnh. Nền nhiệt giảm nhanh, mức thấp nhất dự báo phổ biến từ khoảng 20 đến 22 độ C ở đồng bằng, còn vùng núi từ 16 đến 18 độ C, trời chuyển lạnh về đêm và sáng. Một số vùng cao như Sapa, Lào Cai, Mẫu Sơn, Lạng Sơn, Trùng Khánh, Cao Bằng, Đồng Văn, Hà Giang có thể dưới 15 độ C, trời chuyển rét. Sáng nay 27 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án tử hình đối với bị cáo Vi Văn Thắng, sinh năm 1993, chú bản Cỏ Nong, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, về hai tội danh giết người và cướp tài sản. Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 28 tháng 5, Thắng đến nhà ông Sầm Văn Dần, sinh năm 1955, chú cùng bản chơi. Sau đó, chủ nhà đã mời cơm và uống rượu cùng Thắng. Tại đây, Thắng đã đâm trọng thương ông Dần và đâm tử vong vợ ông này để cướp tài sản. Rapper Ralo, tên thật là Torrell Davis, 21 tuổi, đến từ Atlanta, Mỹ, đã vướng phải tai tiếng sau khi đăng tải đoạn video clip ném tiền cho những người vô gia cư. Theo đó, rapper 21 tuổi này đã vung số tiền tương đương khoảng 660 triệu đồng vào đám đông người vô gia cư, khiến cư dân mạng tranh cãi. Một số người ca ngợi sự hào phóng của Ralo, nhưng có người nói hành động của anh ta là sự hạ thấp phẩm giá, đặc biệt là những người đã cười suốt đoạn video. Khoảng 1 giờ 15 phút sáng nay 27 tháng 10 tại nhà nghỉ NC, địa chỉ ngõ 23 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nhiều người dân trong khu vực bất ngờ nghe thấy những tiếng nổ rất lớn giống với bắn súng kèm theo tiếng kêu gào chạy ra đường, mọi người phát hiện một nam thanh niên đã gục ngã. Một phó công an phường Trung Hòa xác nhận vụ việc và cho biết nạn nhân trong vụ án là nhân viên lễ tân của nhà nghỉ NC, sinh năm 1996. Nam thanh niên này mới đến làm việc tại đây được khoảng chục ngày, cơ quan điều tra vẫn đang truy bắt đối tượng gây ra vụ nổ súng và điều tra nguyên nhân sự việc. Đám cưới của Ivanka Trump, con gái tỷ phú bất động sản Donald Trump với Jared Kushner, ông trùm truyền thông Mỹ, được cho là một trong những đám cưới xa hoa bậc nhất thế giới. Đám cưới diễn ra vào năm 2009, được tổ chức theo nghi lễ do Thái tại khu đánh gôn cao cấp của ông trùm bất động sản ở Bedminster bang New Jersey với 500 quan khách bao gồm họ hàng và bạn bè. Váy cưới của cô dâu được thiết kế bởi thương hiệu váy cưới hàng đầu thế giới. Cô dâu cũng làm hẳn một bộ sưu tập mang tên mình bao gồm trang sức cải tóc kim cương trị giá 45.000 đô, vòng tay kim cương 90.000 đô và bông tai trùm kim cương có giá trị 130.000 đô. Và chiếc bánh cưới của hôn lễ cũng cao đến 1,8 mét. Tối ngày 26 tháng 10, Hạ Vi gây chú ý khi được bạn trai là Cường Đô La đưa đến dự chương trình ở thành phố Hồ Chí Minh bằng siêu xe. Sau khi đưa bạn gái đến sự kiện, anh ra về chứ không dự tiệc cùng cô. Cường Đô La và người mẫu Hạ Vi yêu nhau được khoảng một năm, cả hai rất kín tiếng và luôn bình tĩnh đón nhận tin đồn việc tình cảm bị trục trặc. Dù bận rộn, chồng cũ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà vẫn luôn dành thời gian quan tâm và chăm sóc bạn gái. Mới đây, Đặng Thu Thảo bất ngờ khoe ảnh bạn trai là doanh nhân trung tín đang miệt mài làm việc bên cạnh một chiếc laptop. Người đẹp không viết bất kỳ lời chú thích nào mà chỉ đính kèm ảnh một icon hình trái tim đơn giản. Tuy nhiên sau đó có vẻ như vì không muốn gây ồn ào nên hoa hậu Việt Nam 2012 đã xóa bức ảnh này sau ít phút. Tối qua 26 tháng 10, U19 Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước trận bán kết gặp U19 Nhật Bản sẽ diễn ra vào 23 giờ 15 phút ngày 27 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Huấn luyện viên người Khánh Hòa yêu cầu trợ lý đi một vòng quanh sân để kiểm tra có quan sát viên lạ theo dõi U19 Việt Nam hay không trước khi cho toàn đội bắt đầu buổi tập. Ngoài ra, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không cho 4 cầu thủ Tiến Dũng, Trọng Đại, Tấn Tài và Quang Hải ra sân mà chỉ tập nhẹ ở phòng gym khách sạn. Trong khi đó, huấn luyện viên đội tuyển U19 Nhật Bản Uchiyama đẩy lịch tập lên sớm hơn 2 tiếng, từ 16 giờ đến 18 giờ thay vì lịch cũ, nhằm tránh sự chú ý từ truyền thông quốc tế nói chung cũng như đối thủ Việt Nam nói riêng. Nga Mỹ đối đầu, lời nguyền của thế kỷ 21 Thưa quý vị, vào ngày mùng 3 tháng 10 năm 2016, tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh về đình chỉ thỏa thuận Nga-Mỹ liên quan đến việc quản lý và định đoạt plutonium. Đây là thỏa thuận vẫn được coi như là một trong những sự đầu hàng của Nga với Mỹ phương Tây và qua sự kiện này, Putin đã đặt dấu chấm hết kỷ nguyên gõ bài chốt và Ensin tại nước Nga. Từ xưa tới nay, kẻ yếu thì không được tôn trọng, kẻ mạnh tìm mọi cách để triệt tiêu khả năng phản kháng. Hãy xem Mỹ đã làm gì với hai kẻ bại trận trong thế chiến thứ hai là Nhật Bản và Đức sẽ rõ. Liên Xô tan rã nhưng nước Nga chưa tan rã, một đất nước rộng bao la với nhiều tài nguyên khoáng sản đã khiến Mỹ và phương Tây thèm muốn, chiếm đoạt. Muốn vậy, Nga không được mạnh, Nga phải bị chia nhỏ ra từng mảnh và trong các mảnh đều phải lệ thuộc vào Mỹ và phương Tây. Nước Nga trước năm 2000 muốn yên ổn, muốn theo khuôn mẫu phương Tây, muốn gia nhập NATO, đầu cao dễ. Mỹ phương Tây không muốn, cái Mỹ phương Tây cần muốn là làm tan rã tiềm lực quân sự của nước Nga, đặc biệt là tiềm lực hạt nhân. Lúc đó, gấu Nga mới chính thức được bẻ răng, chặt móng vuốt để trở thành gấu bông. Lúc đó, Mỹ và phương Tây tha hồ muốn làm gì thì làm mà không sợ phản kháng. Điều đáng buồn là trong khi Mỹ, phương Tây nhận thức được điều nguy hiểm cho mình, cho ý đồ của mình, đang còn tồn tại tiềm ẩn ở nước Nga, thì chính gọc bà Chốt và Ensin không nhận ra hoặc không dám sử dụng thứ mình có để đối đầu. Nga bị lời hứa của Mỹ và phương Tây, nào là NATO không tiến về phía đông dù chỉ một inch, nào là làm mới mối quan hệ nhưng thực tế, Mỹ và phương Tây đang hành động để bẻ nanh vuốt gấu Nga và Nga đang lui dần, lui dần đến ranh giới của sự đầu hàng. NATO vẫn tiến về phía biên giới Nga, miếng đòn đô la, dầu lửa sẵn sàng tung ra với đất nước mà họ chỉ coi là cái chạm xăng. Những con cá mập tài phiệt, đầu sỏ chính trị trong nước đang sẵn sàng cho cách mạng màu là dấu hiệu, là biểu hiện của sự ngạo mạn, bất chấp nước Nga. Sự ngạo mạn của Mỹ, phương Tây đã kích hoạt nước Nga bằng cú trao quyền lực tự nguyện có trách nhiệm với dân tộc của Ensin vào tay Putin hay nói cách khác, chính trong sự hỗn loạn, nước Nga đã sinh ra Vladimir Putin và chính Putin sau hơn 15 năm cầm quyền đã làm dạng danh dân tộc Nga. Bạn không tin ư? Vậy hãy thử tìm hiểu xem có vị tổng thống nào mà được dân yêu thích tín nhiệm trên 85% ngay cả trong lúc đất nước trong tình thế khó khăn ngặt nghèo. Nếu như trước đây ở thế kỷ 20, cuộc chiến ai thắng ai giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản thì sứ mạng lịch sử lại đặt lên vai Nga một lần nữa trong cuộc chiến ai thắng ai với Mỹ trong thế kỷ 21 này căng thẳng Nga-Mỹ hiện nay, như Putin nói, là không phải chỉ vì Syria. Bất kỳ ở đâu, lúc nào, Mỹ cũng muốn làm tàn giã nước Nga, xóa sổ tiềm lực quân sự nước Nga. Đây là tư tưởng chiến lược trong trận chiến giữa Nga-Mỹ hiện nay nhằm buộc Nga đầu hàng. Mỹ hy vọng và ngạo mạn Nga sẽ hoảng loạn, rút lui trong các cuộc khủng hoảng từ Ukraine đến Syria Trung Đông. Trò chơi xảy ra tại Ukraine, Nga buộc phải sáp nhập Crimea và Mỹ phương Tây đã ra đòn cấm vận, trừng phạt khiến nền kinh tế Nga điêu đứng và chưa có dấu hiệu lệnh đó dừng lại. Tại Syria, Mỹ đe dọa tấn công trực tiếp vào quân chính phủ. Lầu năm góc qua hệ thống truyền thông đã đề xuất phương án áp đặt vùng an toàn cấm bay trên Syria. Tất cả các phương án đó là sự đối đầu trực tiếp quân sự với Nga và không ít các thành phần diều hâu trong giới tinh hoa chính trị Mỹ đã vạch ra hô hào đòn tấn công hạt nhân. Phía Nga lập tức triển khai toàn bộ lực lượng để sẵn sàng tranh chấp với Mỹ, thống trị vùng trời tại Syria. Nga huấn luyện diễn tập cho hơn 40 triệu người dân nước mình trong tình huống chiến tranh hạt nhân xảy ra. Nga, thậm chí tại Saint Petersburg, thống đốc đã ra chỉ thị về khẩu phần bánh mì trong tình huống chiến tranh. Trong bối cảnh này, Nga từ ngày mùng 3 tháng 10 đình chỉ thỏa thuận plutonium với Mỹ, một dự luật được Vladimir Putin giới thiệu trong Duma quốc gia về cơ bản đây là một tối hậu thư cho Hoa Kỳ. Nga sẽ trở lại bàn đàm phán nếu Mỹ sẽ hủy bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt và bồi thường thiệt hại để rút một số quân từ Đông Âu. Như vậy, không chỉ về mặt quân sự, Nga cũng đã chuẩn bị cả mặt dân sự sẵn sàng cho chiến tranh với Mỹ nếu xảy ra. Rốt cuộc, Mỹ là người tạo ra trò chơi, bắt đầu cuộc chơi, nhưng chính Nga là người chơi tốt hơn Mỹ. Bởi đơn giản, Nga không có sự tùy chọn nào khác ngoài việc tăng tốc độ, tăng lãi suất chính trị trên một phương hướng duy nhất, Nga không thể quay đầu. Trong trò chơi này, liệu Mỹ sẽ quay đầu hay đánh lái tránh va chạm? Tại Ukraine hay Syria, Mỹ có rất nhiều lựa chọn. Nói cách khác, tại đó chưa phải là lợi ích an ninh quốc gia mang tính cốt lõi, sống còn. Thua ván này, Mỹ sẽ bày ra ván khác, trong khi Nga khác Mỹ, đó là lợi ích an ninh cốt lõi, sống còn chẳng hạn tại Ukraine, Nga không thể để mất biển đen, để hạm đội biển đen bị xóa tên. Tại Syria, Nga không thể để bọn khủng bố Hồi giáo IS, Al-Nusra, LIH hoành hành tại khu vực phía Nam làm bàn đạp tấn công vào lãnh thổ Nga. Câu hỏi khiến cả thế giới đau đầu đó là nếu Mỹ cũng chọn đối đầu, đối kháng đến cùng thì sẽ thế nào? Bí ẩn trong năm tam giác quỷ Pepuda đã có lời giải. Quý vị và các bạn thân mến, Camero, tam giác Pepuda là khu vực rộng 500.000 km2 ở Bắc Đại Tây Dương, nơi trở thành mồ chôn của nhiều máy bay và tàu thuyền đi qua đây. Các nhà khoa học mới đây tuyên bố phát hiện ra bí ẩn chết người đằng sau vùng tam giác này. Theo đó, những đám mây hình lục giác được cho là nguyên nhân tạo ra vùng không khí lên tới 270 km h nhấn chìm máy bay tàu thuyền xuống biển sâu. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện những đám mây lớn ở phía tây đảo Bermuda. Tiến sĩ Steve Miller, nhà ký tượng vệ tinh tại trường đại học Colorado cho biết, những đám mây thường không thể xuất hiện với hình lục giác nhiều như vậy. Sử dụng vệ tinh radar để kiểm tra xem điều gì xảy ra bên dưới những đám mây như vậy. Các nhà khoa học phát hiện tốc độ gió trên mực nước biển lên tới 200 km giờ. Sức gió mạnh đến mức tạo thành cột không khí cao hàng chục mét cuốn theo mọi thứ xuống đáy biển. Nhà khí tượng học Randy Coveney nhận định, những đám mây hình lục giác xuất hiện trên đại dương không khác gì bom không khí. Ông Coveney nói thêm, chúng được hình thành tương tự như hiện tượng thời tiết cực kiếm tại Mildopus Hiện tượng này tác động lên mặt biển có thể là những cơn sóng với kích thước lớn nhấn chìm tàu thuyền xung quanh. Microburst thường xuất hiện trong cơn giông, những cơn mưa bình thường hay mưa đá trong cơn bão, hòa quyện với những dòng không khí khô, sau đó không khí khô hút ẩm từ không khí ướt, làm cho không khí ướt lạnh đi và bắt đầu chìm xuống. Nếu toàn bộ quá trình xảy ra đủ nhanh và trên một diện tích đủ lớn, dòng không khí nhanh tạo thành cột chìm xuống nhanh chóng và lan rộng ra trên mặt đất với sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, đó là lúc microburst hình thành. Thông tin về Tam giác quỷ Pepuda lần đầu tiên xuất hiện năm 1492, khi nhà thám hiểm Christopher Columbus phát hiện ánh sáng lạ và la bàn bị chệch hướng do từ trường bất thường ở vùng biển này. Tam giác Pepuda là một khu vực ở Tây Bắc Đại Tây Dương, giáp Pepuda, Puerto Rico và Melbourne, Florida Mỹ. Kể từ năm 1851, ước tính khoảng 8.127 người đã mất tích ở tam giác quỷ Pepuda. Gần đây nhất vào năm 2015, con tàu chở hàng EI e. Faro đã biến mất với 33 thủy thủ đoàn. Vị trí cuối cùng trước khi mất tích của con tàu là ở phía bắc Bahamas, nằm trong vùng tam giác Pepuda cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh báo nói hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng xin chào và hẹn gặp lại